tiếp bà Si Sẩy Lư Đệt Mun Sỏi, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào và đoàn đại biểu cấp cao ban tổ chức Trung ương Lào đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Lào anh em đạt được sau gần 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 11 của Đảng nhân dân cách mạng Lào và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm lần thứ 9, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn cố gắng tiếp tục hỗ trợ Lào vượt qua những khó khăn, từng bước ổn định phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ toàn diện công cuộc đổi mới của Lào, tin tưởng Lào sẽ vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục giành được những thành tiệu to lớn hơn nữa trong đổi mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 11 của Đảng. Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu hiệu quả thiết thực là nòng cốt định hướng tổng thể quan hệ hợp tác giữa hai nước đảng nhà nước và nhân dân việt nam sẽ làm hết sức mình cùng với đảng nhà nước và nhân dân lào mãi mãi giữ gìn và không ngừng vun đắp trong mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực coi đây là nhiệm vụ chiến lược có ý nghĩa sống còn đối với an ninh và phát triển của mỗi nước an ninh phát triển của lào cũng chính là an ninh phát triển của việt nam về hợp tác giữa hai ban tổ chức trung ương của hai đảng, chủ tịch nước đề nghị hai ban cùng nhau phối hợp hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm trong công tác xây dựng đảng, góp phần tham mưu với hai đảng hai nhà nước trong việc hoạch định đường lối chủ trương chính sách và chỉ đạo thực tiễn để thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội của mỗi đảng. Cảm ơn chủ tịch nước dành thời gian tiếp trưởng ban tổ chức Đảng nhân dân cách mạng Lào thông báo với chủ tịch nước về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 11 của Đảng nhân dân cách mạng Lào. Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng với nhiều dấu mốc lịch sử trong quan hệ hai nước. Bà Si Sảy Lêu Đệt Môn Sòn cho biết, hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực có ý nghĩa sâu sắc, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ thủy chung trong sáng, đoàn kết đặc biệt giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước. Bà Si Sảy Lêu Đệt Môn Sòn khẳng định sẽ cùng các thế hệ lãnh đạo cũng như thế hệ trẻ của Lào tiếp tục giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đặc biệt truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai đảng, hai nước.